Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong thủy may mắn của chúng tôi. Quý vị thân mến, cuối năm, việc bốc bát hương và thay bát hương mới là việc làm cần thiết trong mỗi gia đình Việt Nam của chúng ta. Trong thời gian qua thì rất nhiều quý vị khán giả đã gửi đến những thắc mắc về việc bốc bát hương thế nào cho chuẩn chỉ. Vậy thì trong chương trình ngày hôm nay, Phong thủy may mắn của chúng tôi sẽ giải đáp những thắc mắc đó và hướng dẫn cho quý vị và các bạn cách bốc bát hương một cách chuẩn chỉ nhất. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nếu quý vị và các bạn muốn bốc được một bát hương chuẩn chỉ thì chúng ta cần phải có những vật phẩm sau đây. Quý vị và các bạn lưu ý nhé. Đầu tiên là chúng ta phải chuẩn bị bát hương. Khi mà chuẩn bị bát hương thì chúng ta nhất định phải bao sái và làm cho bát hương phải sạch sẽ. Và bước tiếp theo, để bốc được bát hương chuẩn thì cần phải có cốt thất bảo. Còn trong cốt thất bảo này thì gồm những cái gì? Thì quý vị và các bạn hãy cùng chú ý. Trong gói thất bảo này thì đã có đầy đủ những vật phẩm. Đầu tiên đó là tờ giấy trang tin này. Quý vị và các bạn phải lưu ý nhé. Trong gói vật phẩm đầu tiên là tờ giấy trang kim. Thứ hai đó là di hiệu để ghi tên bát hương. Và thứ ba đó là cốt thất bảo. Vậy thì ở trong gói cốt thất bảo này thì gồm những vật phẩm gì? Thì trong vật phẩm của chúng tôi thì cũng đã có tờ hướng dẫn sử dụng cho quý vị và các bạn có thể bốc được bát hương chuẩn chỉ hơn. Quý vị và các bạn thân mến, trong gói cốt thất bảo này thì gồm có 7 vật phẩm. Đầu tiên tôi xin giới thiệu đó là vàng ta. Vàng ta thuộc ngũ hành kim, một trong những bảo vật đặc biệt của đất trời, không biến sắc, không nhiễm tạp, là bảo vật dẫn khí, nạp tài, tượng trưng cho bình an và tài phú. Tiếp đến là bạc thuộc ngũ hành kim. Bảo vật của đất đại diện cho sự mộc mạc, chất phát, ánh sáng của trí tuệ, có ý nghĩa là sức khỏe, trường thọ và an lạc. Thứ ba là hổ phách thuộc ngũ hành mộc. Bảo vật của mộc kết tinh hàng triệu năm, cất giữ linh khí của mộc được tôi luyện mà thành. Hổ phách là tượng trưng cho sự hòa hợp và may mắn. Tiếp theo là ngọc phỉ thúy, là ngũ hành mộc, là bảo vật hình thành trong quá trình kiến tạo vỏ trái đất. Ngọc tượng trưng cho quyền lực và sự quý phái, đem lại may mắn và bình an. Thứ năm là san hô đỏ thuộc ngũ hành hỏa, một trong những bảo vật quý hiếm với sự kết tinh của vũ trụ vô tạp chất. San hô đỏ giúp đem lại may mắn, kỵ tà, thanh tịnh và thuần khiết. Thứ sáu là đá mã não, là biến thể của thạch anh với cấu trúc tinh thể mịn hơn nên có chất ngọc. Mã não tượng trưng cho hạnh phúc, sự tốt lành và hương vị. Ngọc trai ngũ hành thuộc thủy, là báu vật được khai thác tự nhiên, có màu ngũ sắc tượng trưng cho tài lộc và may mắn. Cuối cùng là chỉ ngũ sắc, dùng để dung hòa 5 yếu tố: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Vật phẩm tiếp theo chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn đó là gạo vàng thần tài. Quý vị và các bạn thân mến, gạo vàng thần tài được xem là một vật thần cực kỳ may mắn. Nó được chế tạo từ loại cát vàng và đá tự nhiên thuần khiết. Mỗi công đoạn chế tác thì đều vận dụng các nguyên lý ngũ hành là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ một cách nghiêm túc. Sức linh nghiệm đặc biệt mạnh, là một vật thần lực mạnh mà nhà nhà đều nên có trong gia đình. Tiếp theo đó là cho nếp. Ngũ vị hương. Và cuối cùng đó là trầm hương. Và tiếp sau đây, Phong thủy may mắn sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cách bốc bát hương chuẩn chỉ nhất. Hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn bốc bát hương thần linh. Đầu tiên thì chúng ta phải viết tên lên tờ di hiệu này. Trên tờ di hiệu thì chúng ta sẽ ghi là phụng thờ thần linh thổ công chư vị chân linh. Bước tiếp theo thì chúng ta sẽ bỏ cốt thất bảo ra và gói vào tờ giấy trang kim. Quý vị và các bạn nên nhớ là phải bỏ ra khỏi gói ni lông này các bạn nhé. Sau đó chúng ta gói lại sao cho vuông vắn và đẹp đẽ. Tôi sẽ gói được vật phẩm vào trong tờ giấy trang kim như thế này, gọn gàng và vuông vắn như thế này ạ. Tiếp theo là tờ di hiệu, chúng ta cũng gấp cho gọn gàng vào. Tờ di hiệu này thì chúng ta sẽ quấn phía bên ngoài vật phẩm cốt thất bảo. Bước tiếp theo là dùng đến gạo vàng thần tài. Chúng ta sẽ rắc
1/3 gói gạo hoàng thần tài này xuống đáy của bát hương. Đều bát hương sao? Chúng ta nhớ là rắc đều ở dưới đáy bát hương nhé, xung quanh thì đều luôn. Khi chúng ta đã rắc xong 1/3 số gạo thần tài trong túi này xuống đáy của bát hương rồi thì tiếp theo chúng ta sẽ đặt cái di hiệu cùng với cốt thất bảo xuống đáy của bát hương. Chúng ta nên nhớ là phải đặt ở giữa bát hương quý vị nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ bốc cho vào trong bát hương. Chúng ta lưu ý là bốc từng chút một. Việc bốc bát hương không phải là ai cũng hiểu rõ và hiểu đúng. Nhiều nhà vẫn sai lầm là bốc bát hương cho cát vào trong bát hương. Như vậy trong cát thì sẽ có uế khí và rất là nhiều chất bẩn. Vì thế chúng ta phải đặc biệt nên tránh không được bốc bát hương bằng cát. Thế mà cho vào trong bát hương chúng ta có thể là bốc ít một hoặc là có thể dùng bằng muôi múc từng chút một cũng được. Khi mà chúng ta đã cho vào trong bát hương được 1/2 thì chúng ta lại tiếp tục rắc gạo vàng thần tài lên. Quý vị có rắc đều xung quanh bát hương nhé. Chúng ta nên nhớ là chỉ rắc 1/3 gạo vàng thần tài trên bát hương. Sau đó chúng ta lại bốc tiếp cho đến khi đầy bát hương. Khi mà chúng ta đổ đầy cho vào bát hương rồi thì chúng ta nên lau sạch lại miệng bát hương để tránh cho việc cho bám xung quanh bề mặt bát hương. Chúng ta vỗ bát hương để cho được đầy xung quanh bát hương. Khi mà các bạn đã bốc đầy cho vào bát hương rồi thì chúng ta hãy đổ cái phần còn lại gạo vàng thần tài lên trên bề mặt bát hương. Nhưng mà quý vị và các bạn nên nhớ rằng là khi mà cái số còn lại gạo thần tài này quý vị và các bạn rắc đều xung quanh bát hương nhưng tập trung ở giữa là nhiều nhất nhé quý vị. Ở đây tôi hướng dẫn quý vị và các bạn tại sao phải rắc gạo thần tài ở giữa phần bát hương nhiều hơn, là để bước cuối cùng chúng ta sẽ dùng đến trầm. Chúng ta đặt trầm ở giữa bát hương. Như vậy khi đốt trầm thì bên dưới có gạo thần tài thì tránh cho việc rắc gạo thần tài tập trung ở vị trí giữa của bát hương nhiều, là bởi vì khi mà chúng ta đặt trầm lên đốt thì khi mà trầm cháy hết thì sẽ không bị bén vào cho cùng với cả ngũ vị hương. Sau khi trầm cháy hết thì chúng ta sẽ tắt nhang. Hôm nay thì tôi hướng dẫn cho quý vị và các bạn bốc bát hương thần linh. Vì thế tùy theo bát hương thì chúng ta sẽ tắt bao nhiêu số nén nhang trên bát hương. Đây là bàn thờ thần linh nên tôi sẽ tắt 5 nén nhang. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây tôi vừa hướng dẫn quý vị và các bạn một cách chi tiết nhất về cách bốc bát hương. Việc bốc bát hương là việc vô cùng quan trọng trong mỗi gia đình của người Việt mỗi khi Tết đến xuân về. Vì vậy, khi mà bốc bát hương, chúng ta cũng cần phải chọn những vật phẩm sao cho chuẩn nhất. Trong quá trình bốc bát hương, nếu còn thắc mắc hay là cần phải sự tư vấn gì, thì quý vị và các bạn đừng ngại liên hệ đến hotline của Phong Thủy May Mắn để được hướng dẫn chi tiết và cụ thể hơn. Hoặc quý vị và các bạn có thể để lại bình luận bên dưới phần bình luận của video để chúng tôi có thể giải đáp những thắc mắc của quý vị và các bạn một cách nhanh nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.